Ngọc Đường rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Điểm những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày 7 tháng 1 năm 2024 trên báo Tân Ninh Online. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đón xem những thông tin trong nước. 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào, tái hiện lễ lên ngôi và đại phá quân Thanh của Hoàng đế Quang Trung, sẽ thanh tra bảo hiểm xã hội tại 10 tỉnh thành phố. Sáng ngày 7 tháng 1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng 7 tháng 1 năm 1979, 7 tháng 1 năm 2024. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự lễ kỷ niệm. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định chiến thắng 7 tháng 1 năm 1979 là thắng lợi chung của nhân dân hai nước cũng như của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Đối với Việt Nam, thắng lợi trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc một lần nữa khẳng định ý chí và sức mạnh quật cường của nhân dân Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, mối quan hệ láng giềng anh em truyền thống gắn bó thủy chung, lâu đời, sự giúp đỡ trong sáng, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam với nhân dân Campuchia. Chiến thắng 7 tháng 1 năm 1979 đã xóa bỏ hoàn toàn chế độ diệt chủng, hồi sinh dân tộc Campuchia, mở ra kỷ nguyên mới, phát triển trong độc lập, tự do, hòa bình, trung lập và phồn vinh. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ, bộ đội tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân Campuchia, vượt qua muôn vàn thử thách cam go, hiến dâng cả máu đào của mình, chiến đấu và chiến thắng trong cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả. Công lao to lớn đó mãi mãi được lịch sử khắc ghi trong thiên sử vàng đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia. Cũng tại buổi lễ, các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam từng chiến đấu tại Campuchia đã ôn lại quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân Campuchia cùng với sự giúp đỡ của quân đội nhân dân Việt Nam đánh đổ chế độ diệt chủng, mang lại sự hồi sinh cho đất nước Chùa Tháp. Chiều ngày 7 tháng 1 năm 2024 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Sornsay Sirivadon. Nhân dịp Thủ tướng bạn đang tiến hành chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp 46 Ủy ban Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào nói chung và hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng, nhất trí hai bên cần phối hợp chặt chẽ, triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, kết nối giao thông, thúc đẩy giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, đồng thời nhất trí cần tiếp tục quan tâm giải quyết khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp và các dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước. Về hợp tác giữa hai quốc hội, hai bên nhất trí ủng hộ đẩy mạnh trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo quốc hội và giữa các ủy ban của quốc hội hai nước, tiếp tục tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm giữa hai cơ quan lập pháp, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát thực hiện triển khai thực hiện các thỏa thuận hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các ủy ban của hai quốc hội trong việc giám sát thực hiện các thỏa thuận dự án hợp tác giữa hai nước, tiếp tục phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về công tác chuyên môn giữa các cơ quan liên quan của quốc hội hai nước. Hai bên nhất trí ủng hộ quốc hội hai nước tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là tại Hội đồng Liên nghị viện ASEAN, AIPA. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Lào đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN và AIPA 2024, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tối đa để Lào đảm nhiệm thành công các trọng trách quốc tế quan trọng này, đồng thời đề nghị Quốc hội hai nước tích cực phối hợp với Quốc hội Campuchia triển khai hiệu quả các kết quả đạt được tại hội nghị cấp cao lần thứ nhất giữa Chủ tịch Quốc hội ba nước vừa qua. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tới Chủ tịch Quốc hội Lào Say Somphone Phon Vi Hãn và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào. Tối 6 tháng 1, tại khu tưởng niệm anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ ở núi Bân, phường An Tây, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, tổ chức chương trình nghệ thuật tái hiện lễ lên ngôi và đại phá quân Thanh của Hoàng đế Quang Trung nhân kỷ niệm 235 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế. Sau lễ dân hương của lãnh đạo tỉnh, thành phố, chương trình nghệ thuật đã diễn ra đặc sắc với 4 phần gồm hồi binh, lễ lên ngôi, xuất binh đánh trận và khúc khải hoàn. Chương trình nghệ thuật được tổ chức quy mô và đặc sắc nhằm thể hiện lòng tôn kính tri ân đối với công lao hiển hách của Vương triều Quang Trung của người anh hùng dân tộc áo vải cờ đào.
đồng thời khơi dậy niềm tự hào truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Cách đây 235 năm, chính tại khu vực núi Bân Linh Thiền, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã cho xây đàn tế cáo trời đất và làm lễ đăng quang lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu Quang Trung. Sau lễ đăng quang một ngày, vua Quang Trung la lệnh xuất quân ra Bắc, đại phá quân thành, với lối đánh chủ động, liên tục tấn công thần tốc, bất ngờ, táo bạo và mãnh liệt. Từ đêm 30 Tết đến sáng mùng 5 Tết Kỷ Dậu, ngày 30 tháng 1 năm 1789, đại quân Tây Sơn đã mở cuộc tấn công các vị trí cốt yếu, tổng công kích vào đồn Ngọc Hồi Đống Đa, giải phóng kinh thành Thăng Long, đánh tan cuộc chiến tranh xâm lược của nhà Thanh, tạo nên chiến thắng hiển hách vang dội trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Sau chiến thắng này, suốt hơn 10 năm 1789-1801, Phú Xuân, thành phố Huế là kinh đô đầu tiên của nước Đại Việt thời Tây Sơn, với niềm kiêu hãnh Nam quốc anh hùng chi hữu chủ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ triển khai kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra kiểm tra liên ngành năm 2024 tại 10 tỉnh, thành phố, đó là các địa phương Bình Dương, Hải Phòng, Bạc Liêu, Kon Tum, Hà Nam, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Quảng Bình và Tiền Giang. Cùng với đó, cơ quan này kiểm tra chuyên đề về thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại 8 tỉnh, thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và một số công ty thành viên. Quý vị và các bạn vừa đón xem những thông tin trong nước, còn bây giờ là phần tin quốc tế nổi bật sẽ có trong ngày. Campuchia kỷ niệm 45 năm ngày lật đổ chế độ Pol Pot. Mỹ tập trung ngăn chặn xung đột Trung Đông lan rộng. Bangladesh tiến hành tổng tuyển cử. Anh phát hành tem vinh danh nhóm nhạc Spiker. Sáng ngày 7 tháng 1, Đảng Nhân dân Campuchia đã tổ chức meeting trọng thể kỷ niệm 45 năm chiến thắng 7 tháng 1 1979-2024, ngày lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, sự kiện lịch sử trọng đại mở ra kỷ nguyên của sự hồi sinh và kiến tạo nền hòa bình trọn vẹn trên quê hương Chùa Tháp. Lễ meeting trọng thể diễn ra dưới sự chủ trì của ông Samdet Techo Hunsen, Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Tối cao của Quốc vương Campuchia, cùng sự tham gia của hàng vạn người dân thuộc nhiều tầng lớp dân tộc, tôn giáo và khách mời quốc tế, trong đó có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng. Phát biểu tại lễ meeting, Chủ tịch CPP Hun Sen đã điểm lại bối cảnh lịch sử đất nước sau cuộc đảo chính năm 1970 và việc chế độ Cộng hòa Khmer của Lon Nol đã đẩy đất nước Campuchia vào ngọn lửa chiến tranh tàn khốc, hủy hoại nghiêm trọng nền tảng kinh tế, xã hội và khiến hàng triệu người thiệt mạng. Tuy nhiên, với sự ủng hộ của người dân trong cả nước và sự hỗ trợ to lớn kịp thời của quân tình nguyện Việt Nam cùng sự ủng hộ từ các lực lượng yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới, Mặt trận đoàn kết cứu quốc Campuchia đã tấn công lật đổ chế độ diệt chủng, giành thắng lợi lịch sử vào ngày 7 tháng 1 năm 1979, được người dân Campuchia đặt tên là ngày sinh thứ hai của mình. Ông Hun Sen khẳng định việc tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày lịch sử 7 tháng 1 được tiến hành trên tinh thần khắc ghi đại thảm kịch mà chế độ diệt chủng đã gây ra đối với tổ quốc và nhân dân Campuchia, đồng thời mài khắc ghi công ơn cao cả của những cán bộ chiến sĩ Mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam anh hùng đã chiến đấu và anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và ngăn chặn chế độ này quay trở lại. Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Sok Isan, người phát ngôn CPP cho rằng sự kiện chiến thắng 7 tháng 1 có ý nghĩa to lớn đã được nhân dân và chính phủ Hoàng gia Campuchia coi là ngày lễ lớn của đất nước để tưởng niệm chiến thắng của toàn thể nhân dân Campuchia cũng như sức mạnh đại đoàn kết Campuchia-Việt Nam. Ngoài lễ meeting trọng thể tại thủ đô Phnom Penh, hoạt động kỷ niệm 45 năm chiến thắng 7 tháng 1 còn được tổ chức ở nhiều tỉnh thành khác trên khắp vương quốc Campuchia. Ngoại trưởng Antony Blinken đang trong chuyến thăm ngoại giao con thoi tới Trung Đông để nỗ lực ngăn chặn xung đột tại đây lan rộng. Hôm nay, ông đã tới Jordan và hội đàm với các lãnh đạo nước chủ nhà để thảo luận về tình hình xung đột ở Gaza. Ngoại trưởng Antony Blinken đã hội đàm với người đồng cấp Jordan Ayman Safadi tại thủ đô Amman và trao đổi sâu về tình hình xung đột hiện nay ở dải Gaza. Trước khi tới Jordan, ông Blinken đã dừng chân ở Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Ông tuyên bố Washington đang tập trung cao độ cho việc ngăn xung đột lan rộng ở Trung Đông và rằng các nước trong khu vực cần sử dụng ảnh hưởng của mình để chặn đứng cái gọi là vòng xoáy bạo lực bất tận. Dự kiến sau Jordan, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sẽ tiếp tục tới Israel, Bờ Tây, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Ả Rập Xê Út và Ai Cập. Đây là chuyến công du Trung Đông thứ tư của ông Biden kể từ khi bùng phát xung đột giữa Hamas và Israel hôm 7 tháng 10 vừa qua. Và diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực đang ngày càng rối ren do có sự tham gia của nhiều nhóm vũ trang dẫn đến nguy cơ cuốn theo một số nước vào vòng xoáy bạo lực mới.
Ngày 7 tháng 1, cử tri trên khắp đất nước Bangladesh đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử để bầu hàng trăm đại biểu vào quốc hội. Dự kiến có 120 triệu cử tri đủ điều kiện đi bầu. Cuộc bỏ phiếu bắt đầu lúc 8 giờ sáng và kết thúc vào 16 giờ chiều cùng ngày, theo giờ địa phương. Theo Ủy ban Bầu cử Bangladesh, các cử tri sẽ bỏ phiếu tại hơn 42.000 điểm bầu cử trên khắp cả nước. Khoảng 1.970 ứng cử viên đang tranh cử ở 299 trên tổng số 300 khu vực bầu cử quốc hội sẽ được bầu trực tiếp. Theo luật bầu cử của Quốc hội Nam Á này, cơ quan lập pháp quốc gia bao gồm 350 nghị sĩ, trong đó 300 ghế được bầu trực tiếp, còn 50 ghế còn lại dành riêng cho nữ giới được bầu sau. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, giới chức Bangladesh đã thiết lập gần 800.000 trạm an ninh trên toàn quốc, với sự hỗ trợ của quân đội. Theo các cuộc thăm dò trước bầu cử, đảng liên đoàn Awami AL của Thủ tướng đương nhiệm Sheikh Hasina khả năng cao sẽ giành chiến thắng lần thứ tư liên tiếp. Kết quả bầu cử dự kiến được công bố sớm nhất sau một ngày. Cơ quan bưu chính Hoàng gia Anh vừa phát hành bộ tem in hình nhóm nhạc Pager, ban nhạc pop nữ thành công nhất của xứ sở sương mù. Đây cũng là lần đầu tiên hình ảnh của một nhóm nhạc nữ xuất hiện trên những con tem tại Anh. Bộ sưu tập về Spager gồm 15 con tem được phát hành nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập nhóm nhạc nữ này. Những con tem in hình nhóm nhạc 5 thành viên trong nhiều sự kiện âm nhạc. Trong đó, có những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Spager là nhóm nhạc thứ 6 được in hành lên tem thư tại Anh và là nhóm nhạc nữ đầu tiên có được vinh dự này. Thành lập vào năm 1994, nhưng mãi đến năm 1996, nhóm nhạc nữ Spager mới ra mắt công chúng với đĩa đơn đầu tiên mang tên Wannabe. Không chỉ giữ kỷ lục về doanh số bán album của một nhóm nhạc nữ tại Anh, Spager còn có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong văn hóa nhạc pop, thời trang và phong trào bình đẳng giới toàn cầu. Quý vị và các bạn vừa xem xong phần điểm lại những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày hôm nay trên báo Tân Ninh Online. Quý vị có thể theo dõi lại nội dung chương trình này trên trang YouTube, Facebook và các hạ tầng khác của báo Tân Ninh. Rất vui khi nhận được sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!